cho bạn sớm qua dịp hội chợ. Phải lần này bạn học được gì? À, qua dịp hội chợ này nhưng mà học được những chuyện đẹp, chắc là mình học được kỹ năng thưởng lượng với khách hàng để bán được nhiều sản phẩm hơn. Hai là mình học được kỹ năng quản lý bán hàng để khỏi không phát sản phẩm. Cách thứ ba là mình học được kỹ năng đàm phán, giống như là hai bên đối tác thương lượng hay là người ta không muốn mua thì mình phải làm cách nào đó để người ta mua và mua nhiều hơn. Đó là những cái mà mình học được.